Hello, xin chào mọi người. Thì chuỗi video lần này là mình sẽ làm về các cái tip and check trên Windows cũng như là trên hệ điều hành Linux. Đấy. Thì loạt video đầu tiên ấy, thì mình làm sẽ là về cái giải pháp mà mình backup data. Mọi người nếu mà hay dùng máy tính ấy, thì sẽ để ý là mỗi lần khi mà mình chuyển máy mới này, mỗi lần mình chuyển máy mới, mình cài một cái Windows mới, thì cái việc mà mình cài lại cái driver này, cũng như là lấy lại data ở trên máy cũ thì nó tương đối là vất vả. Đúng không? Do đa phần hầu hết người dùng không có thói quen là lưu trữ và backup dữ liệu, dẫn đến là những cái quá trình mình đổi máy, chuyển platform sử dụng thì nó sẽ mất nhiều thời gian để backup dữ liệu, và nhiều khi mình không lấy lại những dữ liệu ở trên máy cũ nữa. Bởi vì là sẽ có những cái thời điểm mà mình dùng máy mà máy nó hỏng đột ngột, đúng không? Máy hỏng đột ngột mình không thể nào đoán định trước được toàn bộ những cái dữ liệu mà mình đã làm việc sẽ bị mất, nhất là đối với những người mà mình làm việc đa nền tảng, nhiều platform như mình đấy. Thì mình có cài rất là nhiều hệ điều hành, nhiều máy ảo để chạy, nếu một trong những cái máy đấy bị mất thì toàn bộ dữ liệu sẽ bị mất hết. Như vậy thì mình sẽ cần phải xây dựng một cái giải pháp backup dữ liệu làm nào để mình có thể định kỳ backup, đúng không? Khi mà thiết bị phần cứng hư hại thì mình sẽ có thể lấy lại data nhanh nhất và sẽ tránh ảnh hưởng đến công việc. Đấy là cái mục đích mà cái chuỗi video tip and check này mình chia sẻ nhé. Ok, thế thì thực tế để mà nói thì cái giải pháp backup dữ liệu thì có hai cái hướng chính nhé. Hướng thứ nhất thì là on cloud, hướng thứ hai là on local. Hướng on cloud này thì về cơ bản thì nó là mình sẽ lưu trữ những cái dữ liệu ở trên đám mây, trên các cái server của những cái nhà cung cấp giải pháp, ví dụ như Google, Microsoft hay là Dropbox, vân vân, đúng không? Cái hướng này ấy thì cơ bản thì rất là thuận tiện, về cả độ bảo mật cũng tốt này, dễ sử dụng này. Nó hướng này thì mình thấy nó chỉ có một cái hạn chế duy nhất là mình cần phải có mạng thì mới truy cập được. Nhưng mà cái việc mà có mạng thì bây giờ hầu hết ở mọi nơi, mọi chỗ thì họ đã phổ cập, đã có mạng hết rồi. Quán cà phê, trường học, bệnh viện, vân vân đều có mạng hết. Nên cái nhược điểm này không phải là vấn đề. Nhưng mình nghĩ là cái nhược điểm lớn nhất ấy của giải pháp này thì là về chi phí thôi. Chi phí thì nó cái giải pháp mà lưu trữ trên đám mây ấy, chi phí tương đối là lớn. Đây mình có tìm hiểu và mình sẽ ngó qua một số các cái giá ở trên, chẳng hạn như là trên con Google Drive này. Thường thường mọi người dùng Google Drive ấy, thì họ sẽ cho mình miễn phí 15 GB đầu tiên. 15 GB đầu tiên nhé. Nếu mà mọi người muốn mở rộng dung lượng và lưu trữ thêm ấy, backup thêm dữ liệu thì mình sẽ đây, ở đây gói 100 GB thì là đâu đấy rơi vào tầm 11.000 một tháng. Giá gốc thì là 45.000. Như vậy thì một tháng mình sẽ phải trả cho Google lên đến tầm khoảng hơn 450.000 tiền phí để duy trì cái dữ liệu trên server của mình. Đó, tương tự dung lượng càng cao thì cái tiền lưu trữ càng đắt. Đúng không? Đấy. Dung lượng cao nhất thì 2T, 2T thì nó rơi vào tầm hơn 200 nghìn một tháng đấy, tương đối đắt. Đấy, ok. Thì đến cái giải pháp thứ hai thì là giải pháp on local nhé. On local thì về cơ bản mình sẽ lưu offline dữ liệu bằng các cái ổ cứng, thẻ nhớ hoặc là đúng rồi, ổ cứng hoặc thẻ nhớ hoặc là bất cứ những cái thiết bị nào có thể lưu trữ được. Thì về cơ bản cái cách này thì nó phức tạp hơn cái cách lưu trữ kia, bởi vì là về cơ bản những cái hướng on cloud ấy, thì họ đã tự động sync, tự động đồng bộ những dữ liệu ở trên máy mình lên trên server định kỳ rồi. Nhưng mà cái giải pháp lưu trữ on local này thì mình phải chủ động copy dữ liệu sang, đúng không? Chủ động copy dữ liệu sang, chủ động chuyển cái dữ liệu nào mình muốn chuyển, nó phức tạp hơn. Tuy nhiên thì cái giải pháp này lại rẻ hơn và mình có thể sử dụng những cái ổ cứng có dung lượng rất là cao để lưu trữ những
data backup. Mọi người có thể dùng những cái ổ HDD, à đâu, HDD lên đến 6T, 5T hoặc 6T vân vân, mình có thể lưu trữ được. Hoặc là dùng SSD, và SSD giờ giá nó cũng mình thấy tương đối mềm. Vào cái thời điểm này, thời điểm mình làm video thì mình thấy giá cũng không quá cao. Đấy. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể dùng SD card vân vân, thì rất là nhiều hướng để mình lưu trữ. Cái cách này thì mình sẽ cái cách này hạn chế lớn nhất của nó ấy, thì nó là cái giải pháp lưu trữ rất là phức tạp hơn một chút. Nó rẻ thật nhưng mà lưu trữ phức tạp, làm sao để mình có thể sync để đồng bộ tương tự như trên cloud đúng không? Ok, thế thì hôm nay video hôm nay mình sẽ tập trung chia sẻ cho mọi người về cái hướng giải pháp thứ hai là on-local. Mình sẽ dùng những cái thiết bị hard drive để mình lưu trữ data đấy. Ok rồi, đây mình có thể dùng những cái con này, đây mọi người có thể tham khảo qua giá này. Cái con SSD này là 512 GB thì giá đâu đấy họ giảm nửa rồi, đúng không? Còn 649.000. Tương tự như vậy, con thẻ nhớ này thì 128 GB thì khoảng 220. Ok. Đấy, thì giá không quá cao nhưng chủ yếu là giải pháp lưu trữ thôi. Giải pháp lưu trữ on-local thì nó phức tạp. Thì ở đây mình có giới thiệu cho mọi người cái cách lưu trữ của mình nhá. Mình sẽ viết một cái bash script để định kỳ lưu trữ cái dữ liệu trên máy tính xuống thẻ nhớ. Đúng không? Mọi người hoàn toàn có thể dùng cái script này của mình để lưu xuống ổ cứng, lưu xuống SSD vân vân, rất là nhiều. Một cái script mình viết chung thôi. Thì cơ bản thì để mọi người dùng cái giải pháp này, mọi người sẽ cần chuẩn bị một thiết bị lưu trữ nhé, như kiểu là ổ cứng này, ổ cứng HDD hoặc SSD cũng được, dung lượng thì càng cao càng tốt. Đấy, để mình có thể lưu trữ được. Mình nghĩ là sẽ là ổ cứng gắn ngoài thì tốt nhất. Con nào đấy tầm 1T đi, 1T là đủ rồi. 1T thì giá sẽ rơi vào tầm độ hơn 1 triệu đối với một con, nhưng mọi người có thể dùng lâu dài được. Đúng không? Còn HDD thì giá thành rẻ hơn, tuy nhiên là cái tốc độ nó sẽ bị đánh đổi, nó không cao bằng. SSD thì thường là mình sẽ cũng có thể lưu được, thế nhưng mà cái độ bền nó không được cao như ổ HDD hay là SSD. Ok, thì đấy. Ok rồi, thì sau đây mình sẽ đi đến cái script của mình nhé. Mình viết một cái bash script để mình tự động tiến trình này. Một cái tool nữa thì mọi người sẽ cần là nếu mọi người dùng máy Linux ấy, thì hoàn toàn là chạy cái bash script này của mình được luôn. Thế nhưng mà nếu mà mọi người dùng máy Windows ấy, thì mọi người sẽ cần tải thêm một cái Cygwin nhé, phần mềm Cygwin về. Những cái link tải Cygwin thì mình sẽ đính kèm ở dưới. Link tải Cygwin và tải bash script mà mình sẽ đính kèm ở dưới nhé. Còn bạn nào mà dùng cái máy Linux ấy, hoặc là Ubuntu ấy, thì mình có thể chạy thẳng luôn nhé, chạy thẳng luôn, không cần phải cài thêm. Bạn nào dùng máy Windows thì sẽ nên cài thêm cái Cygwin này cho mình để có thể chạy được cái bash script đấy. Mình cũng định viết một cái bash script và chạy trên Windows, thế nhưng mà trên Windows chạy thì nó không ổn định, rất là nhiều lỗi. Copy một cái khối lượng dữ liệu lớn thì mình thấy là nó không ổn định. Có thời điểm copy được, có thời điểm thì bị lỗi. Còn mình đã thử trên môi trường Linux rồi và Ubuntu thì thấy là khá là mượt. Copy dữ liệu không bị mất mát. Ổn. Nên mình khuyên mọi người nên dùng cái giải pháp backup ở trên môi trường là những cái máy bay Unix, bay trên Linux. Không nên dùng trên máy Windows, sẽ chạy sẽ ra rất nhiều lỗi. Backup nhiều khi dữ liệu sẽ bị mất. Ok. Mình đã test trên Ubuntu thì thấy ok, vấn đề gì thì đây. Ok thì mình sẽ mở bash script của mình luôn. Đây đây là cái bash script của mình. Đây, mình có viết cái bash script đơn giản thôi, đúng không? Đầu tiên là mình sẽ khởi tạo các cái biến này, các cái ổ mà mình muốn backup, đúng không? Đây, và sau đấy thì mình sẽ khởi tạo một số các cái thư mục backup ở trong cái thiết bị ổ cứng mình muốn backup, đúng không? Ở đây cái thẻ nhớ của mình nó là ổ G đúng không? Thì mình sẽ khởi tạo những cái biến này để lưu trữ những cái giá trị thư mục backup. Sau đấy thì mình khai báo một cái file log file để mình theo dõi tiến trình. Đấy, tiếp theo trước khi chạy thì mình sẽ remove cái log file cũ và tạo log file mới này. Đúng không? Ok rồi, thì sau đây thì mình sẽ tạo
mình sẽ tạo mới cái thư mục, những cái thư mục backup ở trong thẻ nhớ, đúng không? Nó sẽ tạo ra bốn cái thư mục backup này. Đây mình mở cho mọi người xem. Sau khi chạy hết dòng lệnh này nhé, thì nó sẽ tạo ra bốn cái thư mục backup ở trong cái thiết bị lưu trữ backup của mình. Đây nó sẽ tạo ra bốn thư mục này: C backup, D backup, E và F, đúng không? Đây, mỗi cái thư mục này là lưu trữ cho một ổ. Đó. Rồi, xong. Tiếp theo là mình sẽ lưu cái ngày mình thực thi cái job này để sau mình còn đọc log. Đúng không? Tiếp đến là mình sẽ copy thôi. Copy ở đây thì mình dùng cái option trừ V để mình nhìn xem những file nào được copy này, trừ R này để copy tất cả cả thư mục cả file này. Trừ U. Trừ U này chỉ copy những cái file nào mà nó có update mới so với những cái file ở trong ổ cứng thôi. Còn những file nào mà không có update thì nó sẽ không copy. Đấy, đấy là một cái lợi thế điểm mạnh nhất của cái command CP này. Đấy, nó chỉ copy những file nào có thay đổi thôi. Như vậy nó sẽ tiết kiệm cái thời gian mình thực thi cái job này. Đấy, đầu tiên là mình sẽ copy ổ C vào cái ổ backup này. Ổ D vào ổ backup. E tương tự như vậy là F. Đúng không? Toàn bộ thông tin mình lốc hết vào trong log file như thế này. Và sau khi copy thành công thì mình lốc ra ngoài để mình biết thôi. Đúng không? Log file. Đấy, ok. Ok rồi. Thì chạy xong rồi mình pause lại, pause tiến trình lại. Thì mọi người có thể chạy script này và mình chạy. Đó, ok. Nhưng mà mọi người khi mình chạy script này mình cần khai báo lại hai cái này nhé. Và tùy vào thiết bị của mọi người có những cái ổ cứng nào thì mình khai báo ở đây. Và mình muốn lưu vào đâu thì mình khai báo ở đây. Đúng không? Chỗ này là copy từ đây đến đây đấy. Đúng không? Đấy, ok. Sau khi mà mình sửa xong thì mình sẽ có thể là chạy cái script đây. Như đây mình đang chạy này. Đang chạy cái backup .sh này, đang chạy này. Một số folder nó không cấp quyền nó không copy được, nhưng mà không sao. Mình chủ đích mình lưu data là chính thôi, những cái file hệ thống thì mình cũng không cần thiết phải lưu nhiều nhá. À, ok. Đấy thì mình đang run ở đây đúng không? Mình đang run ở đây là mình chạy cái file backup.sh này. Đấy, backup.sh thì đây nó chạy file này. Và sau đấy thì toàn bộ những cái dữ liệu mình sẽ được đẩy ra ngoài thẻ nhớ. Đây, đẩy ra ngoài các cái thư mục này. Các ngoài thư mục này. Đây là bản thân ở đây mình đang copy ổ C trước. Rất là nhiều thông tin. Rất là nhiều data. Đây đang copy ổ C. Đúng không? Đây thì mình sẽ copy lần lượt đúng không? Đầu tiên là ổ C trước, sau đấy ổ D, ổ E và ổ F này. Đấy, đúng không? Ở đây thì mình đang thực thi. Sau này ấy, thì mình có thể là hướng dẫn mọi người cái cách mà cài Sidewind, nhưng mà cài thêm một số các cái tiện ích như Cron Tab để mình có thể là run định kỳ theo thời theo ngày. Và như vậy thì mình sẽ có thể là hướng chạy cái script này vào cuối mỗi ngày. Nó sẽ thực hiện backup cho mình. Backup xong đấy thì mình sẽ tìm cách để mình shutdown Windows sau khi backup xong. Ok. Rồi. Thì chắc video mình dừng ở đây thôi. Thì xin chào mọi người nhé.